Đây là những khuôn mặt sáng giá cho trận đấu chung kết của chúng ta ngày hôm nay và đối đầu với team Senpai Brozone. Đó là Sói Cô Độc, những người có cho mình những khuôn mặt cực kỳ sáng giá của những em danh sắt vụn bán của Học viện Thế 96. Vâng, đều trận đấu nào. Một tình huống mà đang dịch chuyển đông người ở khu vực đó là Amen. Nhưng giờ Redo lại bắt được sơ đồ gối ở bát rồi. Một tình huống đặt tâm tốt nha. Vâng, tầm này chung kết bắt đầu bắn căng rồi, chung kết bắn căng đấy các bạn ơi. Nào nào, ôi giời ơi, cái gì vậy? Vâng, Lappy có một và sau đó thì hai họ đẩy ngược ra rất điểm Lappy. Thì cũng đưa về là 4v2. Còn Căn Sơn, vâng, sợ săn đầu gối đâu rồi? Imeter, đây rồi. Em rất bình tĩnh đến từ Imeter, nó Căn Sơn, có thêm một mạng nữa 2v2, cửa thắng còn nguyên. Sớm bốc được bật lên, nhưng đó là Imeter, spam chết được hai họ. Và chỉ còn đó là vị trí của anh chàng bé độ 3m thôi. Một tình huống 4v2 nhưng mất bà quá nhanh. Tôi xong rồi. Ngỡ luôn hay không đây? Spam. Ôi spam chuẩn này, hay này. Spam rùa vâng chết luôn vị trí của Imeter rồi. Thời gian đang trôi dần đi và đó là lắc thành công đến từ vị trí của bé độ 3m. 1-0 dành cho bên phía anh em team Sói Cô Độc. Tâm thì để vào háng nhưng bắn lại vào mồm. Trời đất ơi. Đúng gì mà giật kinh đến vậy. Nào Imeter. Thôi xong rồi, yếu máu rồi. Lớp giáp rồi. Một khẩu serif đầu tù. Nào. Khó rồi. Địch vây bị ăn tình huống bị địch bị quét. Ăn có lát trắng thôi. Nạc rồi. Giữa đám đông. Ôi dồi ôi. Nhưng một nghịch thì lại không. Mà nó là Zoshin. Liên tục điểm kill rồi. Mà nó sẽ là 2-0. Anh đảm bảo em nhá, nhiều khi bị bắn thấy thật đấy, bắn Neon ấy nhảy nhanh quá ấy. Xong rồi lướt qua tường đéo biết được, đéo biết được hay là mình luôn. Giờ săn đầu gối nào. Đầu Wingman. Cũng ngã lúc này xong đấy rồi. Đầu Wingman rồi. Hay sai, ok, cũng kẹp tường di chuyển. Cũng kẹp tường di chuyển. Nào. Rất lê rồi, rất lê rồi. Mời 3 người bóng phủ của xe A. Ôi, sờ bốc nó rất đúng tham mình này. Vâng. Ôi, vãi à, vâng, một tiếng quét sàn đến từ Cypher. Nhưng thợ săn đầu gối lại có một tiếng bắn nó mặt đối phương rồi. Hay quá. Tiếp tục như thợ săn đầu gối. Bom rơi. Cypher cầm bom. Trời đất ơi. Cái viễn cảnh xấu nhất đang xảy ra rồi. Còn không game được nữa rồi, hết phép rồi. Dính chạm rồi, thôi xong rồi. Ôi, thôi xong rồi. Ai phá đây? Loạn nạt rồi. Hỏng rồi. Nạt rồi. Vâng, đổi hai. Thì thảm sát. Đâu đây ạ? Em nhìn này. Thảm sát, thảm án anh ạ. Đây, thảm án anh ơi. Cái gì đây? Thảm án các bạn ạ. Ôi, em ơi. Quá nhiều cái xác ở trên nhà tắm các bạn ơi. Mà... Ui giời, chơi xăm trên nhà tắm à. Trời đất ơi. Chúng ta để thấy. Chết mẹ ông này. Nhà tắm cùng cộng ngọc vương. Bắn ông đằng trước, chết mẹ ông đằng sau ạ. Đen thực sự. Thôi chạy nào. Tôi xong rồi, bắn nó trước chết mẹ ông đằng sau. Đây rồi. Móc máy. Nào, đi vào quả smoke, nhảy cống. Rồi. Ôi trời ơi. Cái thằng mình bắt thằng mình nhé. Tôi xong rồi, 12 giây. Nào, xem vào. Có lửa. Bây giờ bỏ về CT mới hay này. Lạc rồi. Các bạn ơi. Nào. 41 máu thôi, 2 viên đạn lạc trên. Thấy đạn. Không lấy áp, không có lấy áp anh ơi. Đứng góc này không lấy áp rồi. Gỡ. Ghê. Ôi, nhưng bắn vào dài rồi. Đủ tham không? Đủ ta. Không đủ rồi. Không đủ. Ui, đủ ạ. 0.059 giây. Đủ. 0.059 giây các bạn ơi, chưa đến 1 giây. Không xem nào, chỉ cần đây mà. Sẽ làm gì trong tình huống này? Thấy rồi. Vâng, một tình huống có vẻ như phản xạ hơi chậm. Hơi bắt Kinh Sơn một tí nhưng không sao. Ôi, xong rồi. Vẫn về kịp. Nào, hãy cùng xem nào. Một ta mà có vẻ như sẽ là bỏ B đánh nhá. Đây này, hai ông này bách liên tục. Bên này, 4A rồi, thôi hỏng rồi. Vâng, nhanh nào. Trời ơi, quá lâu là. Ui, giặt ra ngồi sấy, không đổi được ai cả. Thợ săn đầu gối làm đôi. Ui, men đặt được anh công đây.
Hai mít thơ có thêm một mạng nữa rồi và thời gian đầu gối làm 3. Nào, thời gian đầu gối không thể làm 4, thua zero. Nhưng đây là một tình huống mà rõ ràng bên phía anh em team đó chính là Senpai đang có quá nhiều lợi thế rồi, 4 đánh 1. Thời gian chỉ còn là 14 giây thôi, không đủ tham để xử lý đến từ zero. Đục, đục. Ôi, nhặt chúng đi xếp. Đây rồi, đây rồi, gặp xuống bên xếp, gặp ngay một người đứng đây, ông này cẩn thận chưa? Ông này kỹ nhờ, không đẩy. Sao mà chui bắt room đông thế nhở? Mẹ anh em mày chui bắt room đông nhây. Mà trong này có cái gì thơm tho à? Nào chúng ta đến với trận đấu thôi nào, không làm màn nữa. Đánh từ hút ca xuống, ui sơ bốc trả ra để có một tình huống. Rớt rồi. Kiểu đi phi đào à? Nhưng mà có khói nhây. Có cháp, có cháp. Em ơi. Em ơi, ôi tao mình đi bò. Ôi. Thôi sao mà nhảy cầu, nhảy cầu đi. Nào, ai cầm bom. Clear. Thôi cổng rồi, không nhảy được kịp cổng rồi. Thôi xong rồi, cổng không nhảy kịp này là đi rồi. Đám móc này. Đi móc anh ơi. Thái ho đi móc. Hà ơi. Hà bắn cái gì vậy Hà ơi. Mất hết rồi Hà ơi. Một tình huống chúng ta thấy rằng bánh tổ bắn khẩu sớm phải chờ đạn nó cứ giật giật thôi. Rất bắc kinh sơn đến từ Hà. Lấy đâu ra vội để clap đây. Không ai ra cả, không ai ra bom cả rơi. Ai cũng ra lâu hết, vâng, ai cũng bảo là tôi bị ra lâu. Và cuối cùng Hà là người chủ động giặt ra và để chết. 3-2 bên phía team Senpai. Mẹ Cypher hết về B rồi lại về A, setup chap. Đảo liên tục mà anh, vâng, đảo như giang lạc. Chúng ta thấy, ôi rào gì đấy. Nhóng cái còn đúng một con. Đúng còn hết mẹ súng rồi. Ở đâu rồi? Hết mẹ súng rồi. Hết rồi à? Ờ, mà đồng đội có tiền. Đồng đội có tiền nhá, đồng đội có tiền mà không ấy. Ôi, Lộc Văn Sơn đã bắt được ngay Zero. Rồi rồi, không nghe thấy rồi, sẽ tìm bỏ lên này. Ồn mất máy này. Ôi, ok. Cái gì đấy? Một con dao giết người. Rồi. Ôi, lại rơi bánh trưng rồi, lại rơi bánh trưng. Nhưng mà bò vào B thì bánh trưng lại rơi. Thật sự là tầm này chắc chắn là B clear rồi. Nhưng mà check vẫn rất là kỹ đến từ việc con bài Viper. Đây, cố gắng lấy bom xong, lấy bom. Lấy đi. Đéo lấy được. Ôi, ai cho lấy? Sao không bom ở cái khu vực này nhỉ? Không bom ở ngoài cửa nhỉ? Xong rồi đi chạy ra lấy nhỉ? Bạn đi sợ nhỉ? Nỗi sợ vô hình, những nỗi sợ vô hình chúng ta thấy. Tầm này biết là móc rồi, tầm này chắc chắn là biết là móc rồi. Nhưng mà dao cầm tay, tay cầm dao. Dao cầm vào tay và tay cầm vào dao. Double kill gọi tên vị trí của bé đô 3 mét. Cơ lát được thì nó sẽ là một tình huống A luôn. Cho bé đô. Nào. Ây à. À, xin bá. Độc. Không đủ thời gian rồi. 10 giây. Rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Vâng, và bình tĩnh đến đáng sợ. Bình tĩnh để thua. Ôi tôi tưởng sao cờ lắp được. Sao mày quả đế bảy tâm vào mùa ông kia, sao cờ lắp không phải không một giây thôi các bạn ạ. Như VCT luôn. Như VCT luôn đấy chứ. Giờ hãy cùng xem một cái setup trả ra ở B trông sốc đéo ở đây. Ôi. Đang phải nhìn, nhưng chả sống nhầm, anh ạ, cứ nhìn sớm bốc của mình à. Nghe rồi. Tự lừa chính mình để địch bị lừa. Nào, hãy cùng xem nào. Đây rồi, tự lừa chính mình nhưng mà địch đéo bị lừa. Trời ơi. Ta để thấy cái tình huống mày nọ. Đây rồi. Ulti được sử dụng đâu? Ồ, con thơ hát đâu, gọi nó ra. Để cho vị trí ISO đi tanh. Thơ hát đâu? Vâng, như vậy là Văn Sơn tiết kiệm thơ hát. Còn bên kia thì Sion cloud như một chiếc xe tăng mất xích vậy. Ui, chả quét được ai. Ông chúng là hết. Công ai kê lại cả, nhưng không sao. Vâng, hết rồi. Còn mình vị trí của đó là Rerod thôi. Và tỷ số rất 5-2. Chứ bên phía thành viên của team nó chính là Senpai. Lại bò này. Lại bò này. Đấy rồi. Biết clear rồi. Còn này chắc chắn đi vào không thấy hay là clear. Về đây rồi. Bom được đưa về rồi. Nhưng mà đi vào đây. Clear rồi em ơi. Bên clear đi vào đây. Ôi dồi. Ôi leo pass, leo pass rồi. Ôi hay quá. Đây hay rồi. Vâng, chúng ta thấy rằng là nhiều khi anh Leo lại là người bắn hay nhá. Ui, số bốc đẹp luôn này. Đẹp cho địch các bạn ơi. Vâng, địch đi qua. Bắn đồng đội. Quả số rất đẹp. Chúng ta để thấy. Vâng, đẹp cho địch ạ. Bây giờ thì Dion có mình đưa ai mà gục rồi.
triple kill cho mình của Sion. Vâng, ulti được sử dụng. Nhưng Lappy cùng với cả Zed phải xử lý khéo. Phải biết rồi. Ôi giời ơi. Nó có tình huống thợ săn đầu gối các bạn ơi. Cực kỳ căng, cực kỳ căng. Ui. Thôi xong rồi. Thợ săn đầu gối. Dám bớt luôn không? Ulti. Đứng trên ulti của đối phương gỡ à, không được đâu. Một round thi đấu mà bên phía các thành viên của team đó chính là Sói Đơ Độc. Ui, đạp mẹ lên trời luôn. Được. Em nghĩ là click nhanh quá, đâm ra là tốc độ anh ạ. Phản xạ vô điều kiện đấy, vâng. Hãy cùng xem nào. Tình huống phản xạ đéo có điều kiện đến từ vị trí của Zen. Rồi anh ấy sẽ lui về trong side B bán an toàn thôi. Sợ rồi, sợ rồi. Mất hai quả smoke và sợ rồi. Cypher đã bò rồi. Đây rồi. Xem có bò đấy. Nhất quyết là vẫn có hai người kê. Nào, nhìn nhất không nhìn nào. Nào, bò vào nào. Đây sẽ là một kê này. Đây. Cái gì cả, hút cả clear này. Hút cả clear này, bê clear này. Bê sắp clear rồi. Trời, thấy định rồi. Ôi giời ơi. Định ở sau đít kìa. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ông này nhảy cổng sang mà tự dưng lại thấy một ông đang nhìn đồng đội mình ạ. Ui, Adpat các bạn ơi. Adpat Zen. Adpat Morozon. Thôi xong. Ôi giời. Đeo lắc đi lắc lại đấy nhá. Số tên nhá. Đây, cờ lắc đây sẽ một tiếng cờ lắc này. Smoke gì kia? Vâng, smoke no way à? Vâng, đặt spa thành công. Ôi. Bạn này đặt quả smoke này nè, em nhìn này, vô trách nhiệm bản thân mình này. Làm gì tiếp theo đây? Lại bò, bên này thích bò nhỉ anh nhỉ? Vâng. Ui nhảy chết cả người luôn, nhảy chết cả người. Các bạn ạ, rất thích bò và đây lúc bị bò bạn bớ rồi. Cửa sân đầu gối đặt tâm rất tốt nha. Cứ giặt ra nhìn tâm là mồm rồi đến từ sân đầu gối. Bạn này đặt rất cao, bạn này có kiểu bắn kiểu táp. Một thói quen của những người mới chơi Valorant. Bắn tâm để tâm rất cao. Bạn này thử là táp nó rất là chậm anh em ạ. Nó không kiểu mày giống như anh em đánh cao. Cái gì? Ôi giời. Vâng, lạc lần 2 đến từ vị trí của Neon. Vâng, chúng ta thấy rằng là bom TB bên phía thành viên của team Sói Đơ Độc như kiểu cái cậu bàn thờ vậy. Đi luôn. Ô, ulti mẹ ông bên cạnh bắn nhau. Hỏng rồi. Ai bây giờ chiến thắng và tỷ số nó sẽ là 7-3 thôi. Well fought. Đây rồi nào. Ui, súng bé thì khó em ạ. Nào, Zosin làm gì đây? Ai bây giờ từ nãy giờ nhảy chết liên tục các bạn nhé. Nhảy chết à? Cứ nhảy, anh xem lại bạn ấy nhảy chết kìa. Thôi xong rồi. Ôi, Asmat VN, đây rồi. Nào, Sion ơi, làm một quả bay nữa đi Sion, hãy cùng xem nào, vị trí của Neon sẽ bay nữa hay không đây. Đát điểm liên tục, bắn điểm. Như vậy là Season không làm gì nữa cả. Toáng đi, không đối phương có flash kìa. Ôi, ngồi im đợi thời cơ nhưng không có thời nào ở đây cả, chỉ có thời công thôi. Lạc à? Vâng, tôi lạc qua giữa đám đông. Đó là ulti sử dụng, có ai áp. Ôi, ulti trúng người đằng sau, còn ông cần trúng thì đeo trúng á, hỏng rồi. Một cái Molly được sử dụng. Và đó là tình huống game hơi chớ nhưng không sao cả, hết time rồi. Hết time rồi, không cơ được nữa rồi. Không còn time để gỡ. Đó là bắn mồm đến từ Zero. Súng kia, ta nhận đi súng kia. Hay quá, một tình huống vả mồm, mà sắt đau luôn. Cái tình huống Omega rất là húng lên đến từ phía quân bài Z. Let's go, nào lại tiếp tục B. Bên này biết anh không để check nhá. Nào, anh không cho bạn ấy để check kiểu gì nào. Anh phải để... Thôi xong rồi, Aspart. Đây rồi, Aspart VN. Vâng. Ôi, đâu rồi. Ôi, giết mẹ đồng đội rồi. Đeo tới địch đâu cả. Ôi, nó bắn cái chồng rồi. Kìa. Đây rồi. Ôi giời ơi. Rồi, mà Aspart bắn thế này thì mất hết tôi. Aspart lại bảo Kaliviatan trả thua. Có đôi. Cơ sắt đầu gối ơ. Ông này bị giật mình hay sao anh ạ? Bất tâm lên thôi mà. Chikaliututan. Xem nào, cơ sắt đầu gối nào. Vâng, spam hết đạn chết một này.
Thời gian đang trôi đi. Cái đô 23 mét đang vào rất khéo nhá. Ôi giết một nha. Rồi. Nào lần cuộc chiến của những thánh lần với nhau. Công ty này trông xấu đấy nhở? Không, lần được rồi. Đấy. Lần được rồi. Ok. Đây rồi. Hãy. Đây rồi. Đếm thời gian là rất tốt. Nào, cùng xem. Ôi, cái gì đấy, béo ơi. Vâng. Cả quả smoke ra hơi cồng kềnh nhưng nó vẫn ăn quay nha các bạn ơi. Một tình huống mà sử dụng cho mình con trash để clear đi ở khu vực. Khu vực nào tôi không biết nữa, mà con chính xác là con nít gì này không biết để check cái gì. Rồi cùng xem nào, bật ra vào rồi. Đây rồi. Phá giáp được rồi mà nó là béo đô, có bị được một. Một phi được sử dụng, không thể rớt được nữa. Có độc, có một phi thế này phải lùi về thôi. Vừa chơi rồi, vừa chụp kìa, để rốt ơi. Mà vừa thế này thì chết dở rồi. Rosin có một mạng nữa rồi. Để rốt. Rồi sờ pam liên tục. Ôi vầm. Sao để thấy. Ui tí có thêm mạng nữa rồi. Nhưng không sao, nó vẫn là 6-7. Gọi tên lên phía anh em của team sói đơn độc. Rồi B clear. Viper sẽ được người back về. Mấy cái cam này chắc chắn sẽ lấy rất nhiều thông tin. Và đây sẽ từ quân địch bóng xe A. Vâng, nít gì đéo trúng ai cả. Ôi, mù đặc. À, hay ho, ăn ngay con nít gì vào mặt. Xong rồi. Đầu súng nổ ra liên tục. Ôi, hỏng rồi. Chết thêm một người nữa. Thì cuốn phá giáp thành công. Vâng, phá hai lần giáp. Nào, Aspart. Còn phút chiêu. Ui, Aspart bắn kinh này. Aspart. Đây rồi, thấy định rồi. Choáng vào, Aspart ơi. Rồi. Ôi đừng giữ đường, cầm mít gì à, đến từ Lộc Văn Sơn và ai biết ơi nằm xuống. Chỉ có mình vị trí của Chikatena thôi. Lộ tiếng bắt luôn. Không được đâu sói ơi, không được đâu sói ơi, và đó nó sẽ là 7 đều. Thử coi đi. Vẫn kịp, vâng, rất may là vẫn kịp thì đã cỡ nửa rồi. Rớt rồi. Ok luôn. Đây rồi, here we go, Aspart the end. Aspart giật các bạn ơi, vâng, Aspart. Aspart ra hơi lâu rồi, Aspart đâu anh. Nào. Vâng, hết mẹ ulti ra, Aspart ơi, nhanh nào. Aspart, ôi. Vâng. Aspart, chúng ta thấy Aspart ra quá lâu các bạn ạ. Cứ giật thôi mà. Mà tựa Sander khối rất điểm vé đâu 3 mét rồi. Chỉ còn mình Cypher thôi. Zerod làm gì đây? Hết cơ hội rồi. Với khẩu Spectre trên tay thì khó. Ôi vẫn đổi được 1, 2. Bắt bao nhiêu súng thì càng tốt thôi. Lấy khẩu Vando xếp cũng được. Vâng. Xếp. Nhặt cái súng và liên tục hụt đến từ Zerod. Rồi thông tin có rất nhiều. Clear. Ai à, tường bạn này biết tường anh ạ. Ui, tưởng thợ đấy nhở. Rồi. Ui, nhưng mà bắt hai người canh đây nha. Á. Ui, bỏ hoàn toàn không sót luôn này, canh đây à. Ui, bên kia gây áp lực tí này. Gây áp lực tí rồi lại chạy về bên. Rồi, công solo B à. Vâng, solo B à. Rồi, solo B kiểu gì đây. Đấy, trong điên loạn đến từ Zerod. Giờ thì Aspart hãy cùng xem nào. Ôi, chết thổng giái rồi Aspart ơi. Zerod nằm xuống. Giờ là 3v5 rất khó nha. Tầm mày đi xếp thì càng tốt. Chứ bây giờ mà cố gắng retake nhiều khi lại chết hết cơ. Nhưng cố rồi, có vẻ như muốn cố một chút để xem bắt được một người không. Bây giờ bắt khoảng được 1-2 người có cơ hội này. Đấy, đồ 2m. Ôi, tưởng rằng đối phương spam. Không ai kê lại nhưng không có người trách bé đâu ơi. Quá ngây thơ mà nó là 97. Dành cho phía anh em của team standby. Rồi. Lần. Ôi. Chết chồng dái rồi. Vâng. Đây rồi. Chụp liên tục các bạn ơi. Độc ngả ra. Xây chớ.
săn đầu gối có cho mình bao nhiêu mạng rồi. Hãy cùng xem nào, hết round này có cho mình 20 mạng chưa. Đây rồi, ra ta Aspart làm rồi. Aspart còn đát. Vâng, Aspart bay bay nhảy nhảy liên tục. Aspart ơi, mà nó là Aspart với cái triple kill của mình. Liệu có một tiếng vỡ ơi hay được hay không đây Aspart? Aspart nào. Vâng, Aspart. Aspart ngồi sấy luôn. Aspart choáng. Aspart ơi, giỏi rồi Aspart. Aspart bị choáng chính mình các bạn ạ, à. Tôi ảo rồi. 17. Một tình huống xử lý có phần điên loạn đến từ Aspart. Ui, bom sạch B bây giờ một mình Viper canh bộ. Thế thì Fury, Fury chắc chắn rồi. Bom sạch B này sẽ là bom sai rồi. Quá đơn giản và dễ sao đấy. Anh ta táp thử đây là xem bạn kia được 19 mạng này. Đây thử em. Nào đối đầu nào. Rồi. Ôi, quá bình tĩnh, quá bình tĩnh vâng. Thì sơn Aspart có một rồi, Aspart anh ơi. Aspart đang bay. Ôi trời. Không lướt được rồi vâng. You want more. Eat more. Xong rồi. Bị chìm rồi, anh ta lên xem, anh em xem ông kia đủ 2 mạng chưa? Xong rồi. Một mạng nữa đến từ thợ săn đầu gối thôi là sẽ bị cấm ngay, các bạn đã không cho dùng súng nữa, bắt bắn classic. Rồi. Vẫn đi qua một mạng. Vẫn đi qua này. Một mạng. Đạp độc xong chạy qua tưởng sống nhưng cuối cùng thì chết đến từ ISO. Một cái thế trông nó tương đối khó đúng không anh? Khó đấy em ạ, dần này. Đây, bò vào. Ôi. Bò vào, nhìn trời, nhìn đất, nhìn bay nhảy, chết thấy người rồi. Đây rồi. Show you your homie. Aspart, một mạng Aspart. Ôi, ok 20 mạng rồi nhá. Vâng, ông tôi sao được 20 mạng rồi. Đây rồi. Đặt na. Và nó. Ám 11. Vâng, một người sẽ bị khóa anh em ơi, đó chính là tự săn đầu gối. Nào để nó xem nhá. Aspart 18 mạng này, Aspart bắn thế 18 mạng. Aspart bắn vậy 18 mạng à, cày thật. Dùng sao luôn rồi. Rồi, muốn chạm con số 12 rồi. Rớt luôn. Aspart này ơi, Aspart trong B. Rồi xin có thể bỏ qua một tí cũng được. Vâng. Aspart đuổi Aspart bỏ bạn lại, trời đất ơi. Trời ơi, chạy về này. Vâng. Rồi cũng sẽ Aspart xử lý kiểu gì đây, bên kia nhảy cổng. Độc đùng được trả ra. Ôi. Bóng ra nào. Phơi gơ xong mẹ rồi vâng ơi. Xong rồi. Pha xử lý mới nói ra đây khó hiểu cả đời bên ai Miller bây giờ cũng bị cấm anh ạ. Rồi, sẽ là hai người sử dụng classic. Hai người sử dụng classic đây sẽ là cơ hội để comeback dành cho bên phía team của bé độ 3m. Đây rồi, đây sẽ là tiếng comeback này. Như vậy là vẫn bó đúng người ở bát rủ nhau đi tắm hội đồng rồi thầy. Đi phòng tắm công cộng nào đến từ bố đồng. Ôi, kia. Cam nhìn thấy xong người vẫn nhảy check cái cam gì đây, cam này nhìn gì đây. Oh my god, cam. Vâng, một chiếc cam trông rất là đáng yêu nha. Ôi. Một thứ chan first spray, hai người đứng lại với nhau. Vâng, biết là đối thủ vào khu vực đó là bom sai. À rồi. Và đã trả ra nhưng đéo ra. Vâng. Đây rồi, cơ hội còn, vẫn kiểu gì tích được 3v3. Nguyên cửa, có độc của Mophie. Có độc vào này. Rồi, Mophie được trả. Wingman được dùng. Đây rồi. Vâng, bay ra. Sau đó là một tình huống phá Wingman chứ không phải là giết địch ạ. Nhưng bên kia bé đồ 321 mạng này nhời, bé đồ. Rồi, đã có một người chạm Classic rồi. Và chỉ còn một mạng nữa thôi thì Aspart VN của chúng ta sẽ phải cầm cho mình khẩu Classic. Rồi. Đây rồi, rớt rồi, nghe tiếng rồi. Bắn độc ra, đúng rồi. Tôi xong rồi, nhỏi, nhưng mà Zoshin lại bắt được Imiter. Vâng, Imiter ulti, một cầm Classic các bạn ạ. Đây rồi, đổi được một. Bé đồ 3 mét, đổi vị trí. Ôi, đúng là tham minh nhờ. Chạy rồi, chạy rồi. Mày đi sủi thôi.
Trốn rồi, cho đối phương đuổi. 4 đánh 2 mà. Ôi, Cypher, trong sai. Cypher, ôi tôi sắp rồi. Ôi, may quá. Ôi, vẫn ăn, rất hay. Roshan đã có mạng rồi. Nào, đạn bắn liên tục. Ờ, Lan Xích, thì đó là Roshan lên tiếng. Roshan 13 mà. 11 đều. Vâng, đây rồi, đây rồi, rất căng này. Què mẽ nửa tay, què nửa tay. Tôi nghĩ là phải 5 cái lớp giáp bây giờ nó mới đủ, anh ạ, 4 lớp giáp chưa đủ. Rusbat rồi, anh em đi hết nhà tắm với nhau, thì cũng đi tắm công cộng rồi. Nặng 4 ông tắm chung. Wingman đặt bom ôi, nhưng bom mà... rồi. Ôi, sờ bốc kìa. Ôi, ăn bạn đủ 20 mạng rồi anh em ơi. Khóa ăn bạn lại ngay lập tức. Nào. Zero, xong tiệp, rồi. Bây giờ xong đầu gối và chỉ còn mình vị trí của chỉ cần Neymar thôi. 12-11, như vậy là team của bên phía anh em đó là sói đơn độc sẽ vươn lên có cho mình được match point. Và Asmat bây giờ cũng quá 20 mạng rồi left. Cũng sẽ bị xích lại thôi. Ôi mẹ, gì đây, lay up này mẹ, lừa đuổi à? Thôi, các bạn rồi, lừa thôi, đuổi rồi. Các bạn ơi, đây rồi, đây rồi. Ôi, Classic có mạng ngọt sớt. Ngọt thế. Đây sao một tình huống comeback ư? Nếu mà comeback thì thật sự là cay đắng dành cho bên team này đâu. Ôi, Roshan có đầy đủ. Combo đứng góc cương à? Ông này... Đúng rồi, trốn đi. Roshan ơi, cũng team à. Ôi. Chết chay à, đến từ Roshan. Tình huống bắn có phần là phản cảm của Roshan nha. Rồi. Đây à, rồi, bé đồ đã sửa sai. Bây giờ thì không còn công ty của Brim nữa. Rất khó để có thể clear và gì đánh bò. Nhưng bé đồ làm đôi rồi. Có công ty Viper. Vâng rồi, công ty Viper được dùng rồi. Lappi bắt được với chị Asmat. Đó là triple kill của bé đồ. Bé đồ có qua là kill của bé đồ. Không phải là KA mà đó là chiến thắng 13-11 dành cho sói đơn độc. Vâng, bé đồ tỏa sáng qua đúng lúc với cậu Classic trên tay. Cảm xúc các bạn ơi, cảm xúc. Một pha comeback cảm xúc luôn. Bạn giờ thì sống với cách sống xa hoa lắm tiền. Bạn từng câu nói đã có ý của người thành công, nhưng không bao giờ.